Kìa cậu Dũng, chợ quê đâu vui bằng chợ tỉnh, mà ngày nào em cũng gặp cậu hoài vậy. Dạ, còn một tuần nữa là hết hè rồi, tôi phải lên tỉnh để tiếp tục việc học. Tôi không hiểu tại sao trong những lần về quê tôi lại thích đi những phiên chợ buồn để nhìn cô thăm ban trầu xanh vào những buổi chợ đông có rất đông khách hàng. Họ bảo trầu của cô là đầu tiên trầu nở, trầu nên trồng nên dở. Trầu của cô thăm trầu đừng có mấy chục mấy trăm, em sẽ lựa toàn lá trầu xanh. Tôi mua cả vườn trầu cô thăm bán hay không. Không lo cho phận mình à. Cậu Dũng nói chuyện gì mà em chưa kịp hiểu. Tôi nói tôi mua cả vườn trầu là mua luôn người bán. Đi buôn đi bán là để kiếm được nhiều tiền, có dịp mai được người hỏi mua cả vườn trầu tại sao thấp chối từ không bán. Cậu Dũng ơi, trong một vườn trầu có nhiều lạ sâu lá vàng.
Thắm à, nhưng rồi cũng có một ngày nào đó Thắm phải nghĩ đến chuyện chồng con, thì Thắm không còn là cô gái bán đầu xanh, ngày ngày quẩy gánh ngồi ở phiên chợ buồn để nhặt từng đồng từng cắt. Còn lâu lắm Thắm mới nghĩ đến chuyện chồng con, vì vì Thắm không muốn phiên chợ buồn buồn thêm khi mất Thắm. Có những sự hy sinh mà không cần ai biết đến, có những nỗi thiệt thòi mà không muốn ai thấy. 18 xuân rồi mộng với tầm tay, Thắm không qua vô duyên mà không có người dám hỏi. Nhưng mấy đêm rồi Thắm đều từ chối, không phải chê bai, không mấy hiệp tâm đầu. Thắm tự với mình như tầm thiếu nợ dâu, mà kìa cậu có nghe không tiếng trẻ vừa cả hát. Thắm à, có phải vì hai câu ca dao đó mà đời của Thắm bị ràng buộc hay không? Cậu Dũng à, Thắm nghĩ là Thắm không có quyền phụ rể lòng thương của bà con lối xóm đã tặng Thắm bài ca truyền tụng đó. Tôi biết là Thắm đang mang niềm kiêu hãnh tự dí mình như những anh thơ tiết phụ ngày xưa mà. Kìa cậu Dũng, cậu đừng nói vậy chứ. Thắm muốn được thế nhân sùng bái tôn thờ, chiêm ngưỡng Thắm bằng một bản hùng ca thế hệ chứ gì. Mời đó chỉ là tiếng hát nghêu ngao của bầy trẻ thơ trong xóm chờ, chớ không phải là lời vàng son được ghi vào trang sơ muôn đời. Thắm đừng đem tuổi xuân mà gợi gió lưng trời, rồi đôi ba năm sau trầu già lão, khi phiên chợ chiều ế ẩm người mua, ngồi bên cánh đầu mà nắng chiều sầu tư, liệu Thắm còn nghe được những bài ca xưa cùng, hay chỉ còn nghe lời mãi mẻ của bầy trẻ thơ nơi xóm chờ tiêu điều. Cậu Dũng, sao cậu lo cho Thắm cả chuyện mai sau? Thắm không lấy chồng, Thắm già, Thắm xấu mặt Thắm. Cậu bận tâm làm gì một cô gái quê mùa ngầu tan trầu xanh nơi gốc chờ? Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Thắm, hay chính tôi là trai tôn đồi còn nàng là gái xóm đông. Qua những phiên chợ buồn lầy lội bước chân, tôi cũng chẳng ngại mưa dầm gió buông, đến gặp cô ban trầu xanh với tình xóm giềng quen thuộc. Tuy cổng ngõ xa xôi không cùng chung lối bước, nhưng hai nhà cách nhau chỉ một giường trầu. Chỉ một giường trầu mà đã thấy xa nhau, còn bức tường dây cách có lẽ suốt đời ngăn cách. Khi đã yêu nhau thì xa hẹn không còn cách
biệt chớ thăm đừng ngại ngùng vì hậu đổi môn đăng. Cảm ơn cậu Dũng, nhưng cậu cho thăm suy nghĩ một thời gian. Thăm à, còn một tuần nữa tôi lên tỉnh nhập trường rồi. Cái thời gian đó có đủ để thăm suy nghĩ mà trả lời dứt khoát được hay không hả thăm? Chỉ còn một tuần nữa là cậu lên tỉnh rồi à? Phải. Chắc ngày cậu rời quê lên tỉnh chắc có người buồn lắm. Hả? Ai vậy? Cậu Dũng. Ngày đó dù có buôn mai ban đắc đến mây, thăm cũng nghĩ một mũi đề. Để làm gì? Để được tiện chân cầu. Hả? Thăm tiện tôi à? Dạ phải. Thăm muốn được tiện cầu đi một đoạn. Nghĩa là thắm đã yêu anh phải không? Như cao thắm chầu thắm quyền bên nhau tha thiết mặn nồng. Dũng đừng có quên em. Thắm ơi anh ơi, yêu em yêu đến trọn đời dù giấc đổi sao. Tình mình mãi không phai, anh sẽ về thưa cùng cha mẹ có mâm trầu cao đem giảm ngọ bên nhà. Thắm. Dạ cậu Dũng, cậu em làm chi? Thắm à, đừng gọi anh bằng cậu chi nữa, kêu bằng anh cho nó thân mật hơn mà. Bị em quen miệng rồi ha. Không ấy anh về chợn đi để em tập cho quen, rồi cái khi nào anh xuống rồi em kêu. Ê, em gọi bằng anh rồi đó. Coi cái mặt mắc cỡ kìa. Ha ha ha.